nhiều người đầu năm đầu tháng đi đến chùa xá Phật lễ Phật, trao gửi cho Phật những cái điều buồn khổ nhất trong cuộc đời của mình, than van với Phật: Phật ơi Phật, coi sao chồng con đã bỏ rơi con vậy Phật ơi Phật. Từ khi con biết tới bây giờ cuộc đời con cứ khổ mãi như vậy vậy Phật. Con làm tội lỗi gì mà khổ như vậy vậy Phật? Phật ơi Phật ơi, Phật gia hộ cho con để con hết khổ đi Phật ơi là Phật. Không có giải quyết được vấn đề, đúng không? Cái khổ đau quý vị là gieo nhân mà bây giờ quý vị gặp khổ. Bây giờ quý vị vui vẻ trả khổ thì quý vị sẽ hết khổ, đúng không? Có cái cô này cô 32 tuổi rồi mà không ai ngó tới. Cô đến cô gặp những đức, cô đến cô gặp những đức, cô hỏi: dạ thưa thầy, vì nhân duyên gì mà từng tuổi này mà con mặt mày cũng sáng sủa, không đến nỗi xấu xí, dáng dốc thì cũng có được chứ không đến nỗi tệ, vậy mà không một thằng nào ngó ngàng đến con, do nhân duyên gì mà cuộc đời con mới gặp những sự cố như vậy vậy thầy? Những đức nói: gì bà vô duyên vậy thôi chứ cố gì bây giờ, sao thầy nói nặng như thế? Nhà Đức nói: vô duyên là không có duyên. Trời ơi, là không có cái duyên với đàn ông, chứ nặng cái gì? Không có nặng. Vô duyên là không có duyên thì thôi. Bây giờ cô đi tổng kết bao nhiêu người đã có duyên với đàn ông đi, rồi tới từng tuổi, 60 tuổi đi, rồi cô đi tổng kết và hỏi những người đó đi, cuộc đời của họ có duyên với đàn ông, họ hạnh phúc được bao nhiêu? Rồi cô bây giờ không có duyên với đàn ông á, bây giờ cô còn cảm thấy hơi buồn, nhưng mà vài chục năm sau thì cô sẽ là người hạnh phúc nhất. Vì sao? Một mình dễ đi hơn. Con đi đâu đi à? Đi tu đi, vô chùa vô, đi về về. Một mình mà. Nhưng mà có chồng là có sự ràng buộc, nên người ta mới nói rằng có chồng như ông đeo vào cổ. Chưa? Quý vị, đó, lên chia sẻ Phật pháp mà nói thao thao bất tuyệt là do từ đâu? Tâm rộng, thấy không? Nên đầu năm đầu tháng này chúng ta nói những việc mà con người chúng ta đi chùa bị mê tín nặng nề, không có kết quả của cái việc tiếp nhận giáo pháp, đi vòng vòng mà không nghe được giáo pháp, quý vị đa phần là đi lòng vòng, không trồng cây mà muốn bẻ trái ăn không à. Kêu niệm Phật, kêu lễ Phật thì mỏi quá, nhưng mà cầu trước Phật thì cầu tùm lum, cúng cho Phật thì lựa tiền lẻ, mà cúng ít mà muốn nhiều. Đưa cho Phật nải chuối, một bó hoa, mà lại cầu Phật cho trúng số, cho chồng con bỏ rượu, cho con gặp anh đẹp trai, cho con gặp một cái nàng đẹp gái. Không lẽ Phật mỗi ngày đi làm cái chuyện này? Phật mà đi làm cái chuyện này cho Phật là quá nhiều chuyện, nhiều điều. Phật đâu có làm cái chuyện này đâu quý vị. Mà Phật dạy mình là dạy cái gì? Là dạy bạn giàu nghèo đẹp xấu gì thì trong cái duyên sống đó bạn cũng phải sanh giác ngộ tâm. Vì sao? Vì duyên hợp duyên tan. Duyên bữa nay hợp ngày mai tan. Vì thấy trong cuộc đời này không? Chúng ta nhiều người lớn tuổi ngồi đây, quý vị suy nghĩ nè. Quý vị đã từng có một giây phút, một thời gian hạnh phúc khi mới cưới nhau và sanh một đứa con đầu lòng. Hai vợ chồng mỗi ngày đi làm tranh thủ về, vừa thương vợ vừa thương luôn con, cảm thấy mình hạnh phúc, làm cực cỡ nào về cũng cảm thấy không có mệt. Nhưng một ngày nào từ từ con càng ngày càng lớn lên, thì con đi học xa, cha mẹ phải lam lũ cực khổ gỡ tiền cho con đi học.
Rồi từ từ con lại lập gia đình, có một gia đình riêng. Thì cái người làm cha làm mẹ này càng ngày càng già, con thì có gia đình riêng, lâu lâu đến thăm lặng. Hai ông bà này già, già sống heo hút sống trong gia đình. Rồi từ từ ông chồng hoặc bà vợ chết trước, còn một người ở lại, mỗi ngày buồn than vang, mình cảm thấy mình cô đơn quạnh quẽ quá, có không? Đó. Thấy không? Rồi có khi mà chồng hay vợ chết trước thì mỗi ngày bới cơm ra ghen ghị. Nè ông, cái món này là ông thích ăn nhất nè ông ở lão. Tôi đã nói với ông rồi, sao để cho tôi chết trước đi thì sao ông lại chết trước tôi như thế? Ông chết trước ông còn sung sướng hơn tôi. Ông biết mỗi ngày tôi cô đơn cỡ nào hết chưa? Dù có đồ ăn thức uống nhưng ăn cũng thấy ngon chút nào hết chừng á. Đây nè, gặp cho ông mì gan nè, ăn đi ông ơi là ông. Thấy không? Khổ chưa? Nhớ lại cái hạnh phúc thời còn trẻ và quay lại sự cô đơn của tuổi già. Cái hạnh phúc đó nó chỉ là một cái dư âm làm mình khổ đau thêm. Phải không quý vị? Nghe kỹ đi nghe. Ừ, nó là dư âm làm mình khổ đau thêm. Tại sao cô gái này bị người yêu bỏ mà cô ra bãi biển cô ngồi cô khóc quá trời khóc luôn? Vì sao cô khóc? Hiểu không? Vì sao? Vì cô nhớ lại cái lúc cô mặn nồng bên người yêu. Nhớ lại những hình ảnh nó nhớ lại. Rồi thấy bây giờ mình đã bị bỏ rơi. Tự nhiên nhìn bầu trời này tự nhiên sụp tối. Mặt biển rộng mênh mông nhưng ta không biết đâu là bến bờ. Đúng không? Tự nhiên thấy cuộc đời mình nó trống vắng không tưởng tượng được. Nên con người người ta mới đi vào cái trạng thái mù quáng, nhảy xuống biển cho cái mập ăn chơi. Thấy chưa? Tự tử á. Hiểu không? Nhiều người thất tình tự tử mà. Là tại sao tự tử? Vì người ta đặt tình thương vào một con người đó quá cao độ. Đến khi người đó nói một lời nói, thôi chúng ta chia tay đi. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã hết lòng hết dạ với anh, tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em có lỗi lầm gì? Em có lỗi lầm gì? Tại sao anh lại bỏ em? Anh hãy nói đi, anh hãy nói đi để em sửa lại. Em không có lỗi gì hết. Em không có lỗi gì, tại sao anh lại bỏ em? Tại sao? Xong, bây giờ em muốn biết tại sao đúng hay không? Em biết tại sao hay không? Tại vì anh không yêu em nữa. Xong, vậy thôi. Còn hỏi nữa chứ, tại sao ngày xưa anh nói là anh yêu em cả đời? Đó là lúc đó anh nói gì. Còn bây giờ thì không còn nghĩ gì nữa. Lời nói có sự thay đổi em à. Trong cuộc đời này có cái gì mà tồn tại mãi đâu em. Đường mà đi giết nó còn lũng mà. Phải không? Đường chát nhựa mà chạy giết còn bể mà. Hiểu chưa? Con người mà còn có lúc phải già mà em. Bộ đồ em bận mà từ từ còn cũ mà. Không chi lời nói như gió thổi mây bay em à. Ghê không? Đó. Nên giáo pháp của Phật là do con người nói ra. Con người nói đúng thì vì nhờ, con người nói sai thì vì chịu. Cái duyên của người nói đó, tùy người ta nói làm sao quý vị học được gì. Quý vị có duyên thì được nhờ, vô duyên thì chịu. Vô duyên lại bị gặp người dạy mê tín á. Hiểu không? Mê tín. Có cái bà kia bà lâu gặp như nói thầy á thầy. Con bây giờ con đi đến chùa thầy. Mà con thì ở miền ngoài á thầy. Lâu lâu mới được vô đây yên lặng. Giờ con xin hỏi thầy. Nhà chùa nói rằng con đi vô đây tu mai mốt gia đình có hậu sự gì tự giải quyết.
Giờ con nghe con sợ quá trời sợ rồi. Lấy chùa đó thì tu không qua được. Bây giờ nói lỡ gia đình có người chết rồi tự lo, con cũng không biết làm sao. Bây giờ cô thỉnh thầy, có gì nhà con có người chết con mời thầy ra ngoài được không thầy? Những đức nói được. Bà cứ cố gắng niệm Phật cho tốt đi. Sau này gia đình có hậu sự gì những đức sẽ ra ngoài đó. Nói tôi có cảm ơn thầy mà thầy quá cảm ơn luôn. Thì cách 7-8 năm sau mẹ của bà mất, thì bà điện thoại vô trong chùa mời những đức ra. Thì những đức nói bà bấm lên cái trang của chùa thì những đức ra ngoài gì đâu. Hiểu không? Có cái điệu hộ niệm đó, bấm lên xong những đức ngồi những đức hộ niệm cho. Đúng quý vị, lúc những đức nói là những đức nói rõ ràng, khi gia đình có hậu sự gì thì báo giùm, thì những đức ra, miễn sao có những đức ở đó thôi. Đúng quý vị, mà rõ ràng xác thực là những đức mà, đúng không? Để thấy chưa? Mà 7 năm sau thì hoàn toàn bà đã nghe pháp hiệu. Cho người ta cơ hội 7 năm chờ. Khi người ta nghe pháp hiệu, tự người ta sẽ biết phải làm sao. Chàng để nói là con trung bình ngày nào cũng phải uống cỡ 10 chai bia Sài Gòn đỏ thầy. Vậy thì bây giờ con ở nhà, con niệm Phật. Khi con uống bia xong rồi con đi lễ Phật được không thầy? Như Đức nói được. Cái gì đâu không được. Uống bia xong rồi mới đi lễ Phật, có khi lễ Phật nó còn nhiếp tâm hơn. Mình nói câu đó với anh này, tại vì anh thích như vậy. Thì mình nói như vậy, người ta nghe pháp, người ta tu một thời gian, tự người ta lãnh ngộ, tự người ta giảm xuống. Đúng quý vị. Nếu mình nói không được thì đoạn duyên người ta rồi. Nên có những người ta hỏi như Đức, vậy con đi đến chùa con không bận áo chàng vô chánh điện được không? Được không quý vị? Miễn vị có bận đồ là được. Hiểu không? Vậy vị không bận đồ nào chân vô chánh điện được không? Được. Được với cái người khùng quá trận đó. Vì họ khùng quá trận rồi còn gì mà được hay không được với họ nữa. Mà đã là khùng quá trận, không có bận đồ gì hết mà vô chánh điện, như vậy thì họ cũng vô cùng là cao minh. Quá dữ dằn luôn. Hiểu quý vị? Có ai dám làm việc này không? Họ dám, họ gan không quý vị? Nên từ nơi đó đạo Phật không có cái gì mà không được hết. Quý vị được lợi ích bao nhiêu thì được cho quý vị bao nhiêu. Tùy quý vị học được lợi ích nhiều, được lợi ích ít là đó là chuyện của quý vị. Đức Phật không có trở ngại chút xíu nào đến với quý vị cả. Khi vị niệm Phật tu tập thì vị vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít mặc kệ quý vị. Đó là chuyện của quý vị, nó không có trở ngại gì cái chuyện đối với cái pháp tu. Còn vị nghe pháp, vị ngủ, quý vị thức gì cũng được hết. Cái chuyện của quý vị thôi. Không có cái gì mà không được hết chứ. Tùy theo sự giác ngộ người ta mà được. Vậy thì cái sự độ sanh nó cực kỳ rộng luôn. Bây giờ quý vị nói nhiều cái không được quá thì tự nhiên có nhiều người ta muốn học Phật, người ta sẽ không muốn học Phật. Hiểu không? Hãy cho người ta cơ hội được đi đến chùa đi, để rồi người ta tiếp nhận từ từ. Nếu như những đức mà ban đầu học Phật có nhiều quy tắc đưa ra cho những đức không được, những đức sẽ không học Phật. Vì mình là một thanh niên ngoài đời ăn nhậu hư hỏng, vô chùa đưa mình quá nhiều quy tắc, bản thân chúng ta sẽ làm sao tiếp nhận nổi. Thí dụ như trong chùa mình nhiều người trẻ, người ta ngoài đời người ta còn trẻ lắm mà người ta chịu đi vô chùa. Mà nếu vô chùa mà không có vui vẻ chút nào chứ làm sao người ta chịu ở trong chùa. Thí dụ như quý vị ăn Tết trong chùa mình rất là vui, điểm chùa nào cũng vui. Một mô hình những đức hướng dẫn sắp xếp cho chương trình quý vị được vui chơi. Có tu, có nghe pháp, ăn che trường, và có hát, có nhảy múa,
Có không? Đó, có hết đúng không? Nhưng nếu bây giờ người ta ở nhà thì người ta cũng được quyền hát hò nhảy múa thoải mái, nhưng người ta lại không tu, người ta lại không nghe pháp, đúng không quý vị? Thật sự mà nói với quý vị, trong cuộc đời này không có cái gì mà không lọt lưới ấy. Dù nói là tu tập thì tu tập, nhưng đâu phải là ai tu cũng đậu hết đâu. Chúng ta hãy cho họ cơ hội, dù có lọt đi chăng nữa cũng gieo được chủng tử làm Phật vì sao. Xã hội con người càng ngày cái đạo đức chúng ta càng ngày càng tệ. Hãy gieo một chút đạo đức cho người ta để có cơ hội quay đầu, đó cũng là một điều quá tốt quý vị à. Đừng đòi hỏi cao quá. Nên á, các vị chư tổ sư khi tu hành đã giác ngộ, các ngài tự tại lắm. Giống như ngài Hư Văn, người ta lỡ ăn trộm đồ trong chùa, khi ngài bắt được thằng ăn trộm thì ngài giảng cho nó bài pháp, xong ngài kêu nó hút gạo nhiều thêm vô bao đi, đem về đi. Khổ quá mới vô chùa ăn cắp, chứ đầy đủ không ai đi vô chùa mà ăn cắp của bao giờ. Về sau cái thằng mà ăn cắp của đó là nó chết thế cho ngài Hư Văn. Khi ngài Hư Văn chuẩn bị người ta giết thì nó lỡ nó chết thế cho ngài Hư Văn. Nó cảm ơn ngài Hư Văn, khi nó khổ nhất ngài Hư Văn giúp nó. Còn nếu như chúng ta nặng nề thì cứ nói cái câu ăn cắp của trong chùa là tội nặng vô cùng. Cái việc đó thì đúng không có sai, nhưng mà có những trường hợp chúng ta phải đặt mình vào người để chúng ta độ chúng sanh trong hoàn cảnh đó. Nên trí tuệ của Phật Pháp á, quá rộng, đa dạng phương tiện. Nên chúng ta học Phật mà chúng ta không mở rộng được cái trí tuệ đó, nên mình học Phật mình ưa buồn, ưa buồn, cứ buồn hoài, cái mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt tối ngày. Có cái bà đó, nó bị ung thư, với lại chùa mình, bà gặp Như Đức, bà làm nè: "Thầy, giờ con bị làm sao đây thầy ơi, là thầy, con khổ quá thầy ơi, là thầy, con phải làm sao đây thầy ơi, là thầy." Nhưng Đức nói: "Bà có gì bà nói đại đi, chứ làm sao, làm sao, làm sao, ai biết làm sao, làm sao, làm sao, có gì thì bà nói đại đi." "Con ung thư rồi thầy ơi, là thầy." Những Đức nói: "Chúc mừng bà." "Anh ta ung thư mà còn chúc mừng nữa." Sau Những Đức họ nói: "Bây giờ cô ung thư rồi, cô rầu, cô buồn, cô có giải quyết được vấn đề không? Có hết ung thư không? Vậy thì cô sống với ung thư bình thường đi, cô cũng đừng đi nói cho người này người kia nghe làm chi, thì họ đâu có trị bệnh giùm cho cô được đâu." Bây giờ nói thiệt với quý vị, nếu như Những Đức mà bị bệnh ung thư, Những Đức sẽ không nói cho ai nghe. Nói chi, vì đâu có trị bệnh giùm cho Những Đức được. Nói ở đây người này nói này, người kia nói kia, mất công phiền phức. Mình cứ bình thường vậy mình sống đi, chừng nào chết thì chết. Vậy thì những ngày tháng mình sống với ung thư cũng ngon lành, đúng không? Đó, trong cái cuộc đời này có những cái cảnh ngộ mà chúng ta không thể nào nhờ người khác giải quyết được, mà cái giải quyết là bản thân mình mới là người giải quyết được.
Chỉ cần mình cởi mở tâm tư thì mình giải quyết được thôi. Chứ nhờ ai bây giờ? Càng nói cho nhiều người nghe có khi càng phiền phức, hiểu không? Nên việc buồn, cái khổ, sự trở ngại không phải đụng ai cũng nói đâu quý vị. Nói ngay cái người mà người ta có thể giải bệnh giùm cho mình được thì hãy nói. Chứ đừng có nói ngay cái người mà nó không giải được, mà nó còn làm loạn thêm nữa. Thấy không? Đó, nên từ nơi đó không phải đụng đâu cũng nói đâu. Việc vợ, việc chồng không đụng ai cũng nói đâu. Hoặc là mình phá thai bao nhiêu lần cũng phải đụng ai cũng nói đâu. Nói chi vậy? Nó có ý nghĩa gì đâu. Có nói thì mình nói đúng người, giải thích cho mình một phương pháp tu để hóa giải, chứ nói tùm lum chi vậy? Hoặc là mình có mấy đời chồng, nói chi vậy? Lấy chồng người ta đâu nói làm chi. Đừng có nói mấy chuyện này làm chi. Vì nói ngay cái người không giải quyết được thì không cần nói. Đúng không? Đó. Nên á, mỗi người có nhân duyên khác nhau quý vị. Nên chúng ta mà học Phật mà hiểu được thì cuộc đời quý vị không có cái gì khổ trong cuộc đời này chứ. Thật sự luôn. Có nhiều người nghe câu này, họ nói câu như này quý vị. Trời ơi thầy, tối ngày thầy ở trong chùa không? Thầy có lo cái gì đâu. Rồi ta đem tiền lại ta cúng dường, thầy đâu cần phải lo. Quý vị đi cạo đầu thì có ai cúng với quý vị không? Thử đi. Quý vị thấy cũng đâu có ít người cạo đầu. Đúng quý vị? Mà để mà cái người mà phát tâm cúng dường cũng không phải là nhiều đâu quý vị à. Đúng không? Thử đi. Đó. Không phải ai cạo đầu đi tu cũng được người ta cúng dường đâu quý vị. Người ta cúng dường người ta cũng nhìn mặt á. Nè. Ta nói chọn mặt mà gỡ đô la. Quý vị làm cái gì mà ta gửi cho quý vị? Ví dụ như mỗi ngày quý vị nấu tô mì bị ăn cho cá nhân mình, ai gửi cho quý vị? Mỗi ngày quý vị chỉ có một mình, ai cúng cho quý vị? Người ta có cúng, người ta cũng cúng cho một mình quý vị ăn. Tại sao người ta gặp mặt Như Đức là người ta cúng? Vì Như Đức lo cho nhiều người ăn. Vậy thôi. Đúng không? Nó ta làm bao nhiêu việc thì người khác mới đến với người ta. Bây giờ Tết nhất, quý vị coi tính bao nhiêu chương trình cho khóa tu liên luôn. Không sợ cực khổ, không sợ mệt mỏi, không sợ bận bịu gì hết. Chỉ cần người ta được lợi ích là nghĩ cho người ta lợi ích. Rõ ràng chưa? Thì mình như vậy thì duyên phước nó tăng lên. Mà duyên là đâu? Nè, duyên nè. Rồi phước ở đâu tăng lên? Nè. Chứ duyên phước ở đâu? Duyên phước là do con người chứ ở đâu? Quý vị không có duyên với ai làm sao có phước? Đã không có duyên với ai thì ai đến với quý vị mà có phước? Ví dụ như trong cuộc đời này không ai chơi với quý vị hết trơn, quý vị làm sao làm ăn? Không ai chơi với mình chứ sao mình làm ăn đây? Con người mà không giao thiệp được với ai chứ, không ai ưa mình hết, vì mình làm ăn với ai? Đúng quý vị? Đó. Xấu thì xấu nhưng mà mình có duyên mới được. Mà duyên ở đâu tạo ra? Mình tạo ra. Chàng ơi, duyên thì do mình tạo ra. Mà duyên á, nó từ cái chỗ nào tạo ra nhanh nhất? Từ cái miệng. Chàng ơi, hồ ghê. Từ cái miệng là duyên nhanh nhất. Hiểu không? Nó, tại vì cái miệng nói có duyên hay không có duyên là do cái miệng. Vô duyên, có duyên cũng do cái miệng mà ra. Hiểu không quý vị? Đó. Có cái miệng mình gặp người, chào cô, là thấy người ta thương. Chào chú. Còn mình gặp người ta, ví dụ như con cái mình đi, mình nói con,
chào cô chú đi con. Không, ông chào ai vậy kìa? Vô duyên rồi đó, thấy chưa? Người ta không cần nói gì với con bị đâu, nhưng mà trong lòng người ta nói con cái gì không biết dạy. Nói câu đó là thấy vô duyên rồi, thấy chưa? Còn thí dụ như giờ con cháu mình dạy từ khi còn nhỏ, chưa kêu chứ gặp người ta, dạ chào cô, chào chú. Công nhận nhỏ dễ thương nghe, nhỏ có duyên nghe, nhỏ này dễ thương nghe. Được á, được á con. Này con, kẹo này con. Thấy không? Nó nên có nhiều đứa nít, như bữa đó như Đức kể hai đứa nít. Một đứa nít nó vừa gặp như Đức nói, dạ chào thầy. Thích nghe thầy giảng luôn thầy ơi. Ai? Không, thằng nhỏ chạy lên nó nói với thằng nhỏ kia, chào thầy đi mày. Gặp thầy mày không chào. Chào thầy đi, nó tao không chào thầy nữa rồi. Thấy chưa? Hai đứa hoàn toàn khác nhau. Một đứa gặp chào mà còn kêu thằng kia chào đi. Thằng kia nói tao không chào rồi sao? Nhưng Đức nói mày không chào kệ mày. Thấy chưa? Không. Nên quý vị thấy có duyên hay không có duyên là do chúng ta gầy dựng cho con cháu của mình. Vì thấy người ta nhỏ xíu xíu kìa, người ta ngồi mà có duyên chưa? Tí tí người ta ngồi im ru, có thấy chưa? Nó có duyên từ trong bụng mẹ đó. Tí tí ngồi á, nó nó ai nghe pháp, ai làm gì làm, nó ngồi im ru vậy đó. Nó vậy mà mũi nở lòng cắn nhỏ. Thấy không? Nên từ nơi đó, thấy không? Cái gieo cái chủng tử từ khi trong bụng á, nó hay chưa? Nên con cháu của mình á, mà mình gầy dựng cho con cháu mình một nền giáo dục, đó là cái món tài sản lớn nhất để cho con cháu. Còn mình đi vô trong chùa, cái quy tắc con người mình nên tham khảo sơ qua về các tôn giáo một chút. Vì con người đa phần đều có tôn giáo, đều có sự tín ngưỡng. Nên chúng ta tham khảo sơ qua các mặt tôn giáo, để khi mình buôn bán kinh doanh gì thì cái mặt tôn giáo nào mình biết, để mình giao tiếp với mặt tôn giáo đó. Con người như vậy mình mới có thể đến với con người ta gần gũi hơn. Có những người ta đi vô chùa, gặp ông thầy đang ngồi ăn cơm đi ngang đi. Ê, cơm đâu ạ? Tại vì sao? Họ vừa không có tín ngưỡng, mà họ thêm cái nữa họ còn không nghe được giáo dục. Tiêu. Thấy chưa? Đó. Nên còn đi vô bàn thờ Phật thì đứng nhìn như nè. Tao lại Phật chi? Rồi một ngày nào mày không biết mày lại cái gì luôn. Mày lại cái gì? Mày lại đầu trâu mặt ngựa. Nó xử lý mày cho đừng có chuyện dựng chơi. Đừng có nói là ta đây cái gì dữ dàng. Rồi khi bệnh đau xuống cái đi. Mỗi ngày mạnh dù giác cả bầu trời, nhưng khi bệnh đau một cái đi, một cái bông gòn mà giác cũng không nổi. Đừng nói chuyện dựng chơi. Ồ, quý vị biết rằng từ xưa tới nay bao nhiêu anh hùng hào kiệt khi đã xa cơ thất thế rồi, già bệnh gần chết rồi, thì chúng ta hoàn toàn có những người, quý vị thấy không? Coi chuyện đi quý vị thấy. Có những người anh hùng hào kiệt một thời quanh quanh liệt liệt, khi gần chết thì bao nhiêu cô hồn kéo đến làm này làm kia, làm bắn loạn tâm trí. Có không? Nên sự tín ngưỡng là một điều rất thông minh, không phải là mù quáng. Tín ngưỡng là thông minh chứ không có mù quáng. Mù quáng là do quý vị nghe lời dạy sai lầm, thì quý vị nghe làm bậy mới là mù quáng. Vì nghe nhà Đức dạy nãy giờ, nói nãy giờ, có cái gì mù quáng đâu? Nhà Đức đâu có kêu quý vị đi về chùa cúng dường nhà Đức, mà nhà Đức chỉ quý vị là làm cái gì phải hiểu biết. Tín ngưỡng bằng cái hiểu biết, chứ không mê hoặc điên đảo. Có nhiều người đưa cái đầu lại, thầy vỗ đầu giùm con cái của thầy. Nói sao bà dạy quý vị, sao cái đầu bà mà đưa cho người ta vỗ, hiểu không? Thầy sao thầy vỗ cái vai giùm con cái của thầy? Sao mà đưa vai cho người ta vỗ? Vỗ đầu vỗ vai nó đâu có giải quyết được vấn đề bệnh hoạn, mà vỗ cái tâm á nó mới giải quyết được vấn đề. Vỗ cái tâm là gì? Là đem Phật pháp đột phá vào tâm á, chỉnh đốn lỗi lầm lại, sửa đổi lỗi lầm,
thì tức khắc tâm an thân khỏe. Hiểu không? Chứ nếu như mà vỗ cái đầu, vỗ cái vai cái mà khỏe thì những đứa đâu có bị cảm xúc. Những đứa sẽ dùng công lực để trị bệnh cho mình. Những đứa sẽ ngồi xuống, vô phòng ngồi xuống nhà đứa. Thì hết bệnh rồi. Chịu một tháng mấy nay ho hen. Giờ này mà còn ho nè. Thấy chưa? Nếu mà vuốt một cái, vỗ đầu một cái mà hết thì tôi làm tôi rồi. Nó chỉ là may mắn gặp thờ thôi. Nhớ kỹ, chỉ là may mắn gặp thờ thôi nghe. Có rất là nhiều người nói: tội thầy ơi, con nghe đồn thầy vuốt cái vai một cái bà kia nhẹ sờn luôn. Nói bà nhẹ được mấy ngày, bà nặng lại bây giờ. Cái sự gia trì cho Phật Pháp là lời dạy nhân quả, chứ không phải là vuốt. Nếu mà vuốt thì tôi không phải là thầy Thích Nhận Đức, mà tôi thầy Thích Nhận Vuốt. Thấy không? Quý vị đừng có nên mê hoặc điên đảo. Học Phật là học chánh tín chứ không phải là mê tín nghe quý vị. Nhớ nghe quý vị. Có nhiều người, người ta đi đến chùa, người ta ngắt hoa nữa quý vị, bẻ trái, thấy mấy cái lộc mà treo trên cây leo lên tháo xuống, thấy trái cây để bàn thờ gình gình lấy đem về. Người ta nghĩ đó là lộc đầu năm. Hoặc trong chùa đồ có cành hoa đồ cũng bẻ luôn, có bẻ đó quý vị. Nhưng đặc biệt bên Hộ Pháp mình là không có chuyện này xảy ra. Không có. Nhưng mà nhiều nơi là có nghe quý vị. Có đó. Vậy tại sao? Tại vì người ta phát cái lọc đó, người ta cho rằng đó là cái lọc may mắn. Giống như vậy người ta thành quen tính, ta nghĩ rằng cái đó là may mắn. Trong nhà Phật mà dạy quý vị là đầu năm sinh lộc là gì? Là nghe Pháp niệm Phật. Nghe Pháp niệm Phật là sinh lộc đầu năm. Tại vì Pháp là phương pháp. Phương pháp dạy mình lìa khổ được vui. Phương pháp dạy mình làm ăn phát đạt. Phương pháp dạy mình hiếu thảo với cha mẹ. Phương pháp dạy mình hòa thuận với anh em. Phương pháp dạy mình con người phải thương con người. Con người phải chân thật với con người. Con người không được trộm cắp của con người. Vì bản thân chúng ta khi bị trộm cắp ta buồn, thì mình nở lòng nào đi ăn trộm cắp của người ta. Nghe không quý vị? Giống như vợ mình mà người ta lấy mình chịu không? Đâu chịu đúng phải không? Vậy thì chắc chắn rằng mình lấy vợ người ta cũng không chịu đâu. Chồng mình ta lấy vì chịu không? Vậy thì mình lấy chồng người ta chịu không? Nên ta quýnh ghen là phải rồi. Đúng không? Nên về chùa cái lọc là cái dạy quý vị. Cái gia trì là cái hướng dẫn cách tu. Chứ không phải đi đến chùa mà vẽ bông, vẽ trái mà là lọc đâu. Lọc này là lọc ăn cắp. Lọc này là lọc ăn cắp. Thấy chưa? Mà đã là ăn trộm ăn cắp thì có lọc không quý vị? Không. Cái lọc ăn cắp là cái lọc nghèo đời đời kiếp kiếp. Hiểu không? Tại vì trộm cắp là nghèo đời đời kiếp kiếp. À, mình ăn cắp ăn trộm mà sao mà gọi là lọc được? Thí dụ như bây giờ nhà người ta có cái ngọc như ý, viên ngọc như ý, người ta làm ăn phát đạt. Không phải do cái viên ngọc như ý này mà gia đình làm ăn phát đạt, mà là gia đình này có phước báo thì làm ăn phát đạt, chứ không phải là do viên ngọc như ý. Có những người ta nói rằng gia đình nó có một cái của báo gì đó, mà nhờ từ khi mà có cái của đó tới bây giờ là nhà giàu luôn, làm ăn thịnh. Không phải,
phải tính vào phước báo làm ăn với thịt, chứ không phải là cái con vật gì, hay là nuôi được cái con gì, hay là có viên ngọc như ý gì mà được như ý đâu. Không phải đâu quý vị. Bao nhiêu lời chúc tụng nó vẫn là cái lời nói lên thôi. Còn quý vị được như vậy là do quý vị có phước duyên đó quý vị mới có. Hiểu không? Này là xác thực 100%. Nên á, đầu năm đầu tháng chúng ta đi đến chùa, chúng ta được dạy tin sâu nhân quả. Mình đã tin sâu nhân quả thì bản thân mình đâu có nỡ làm điều tầm bậy quý vị. Vì mình gieo cái nhân tầm bậy, mình chịu cái quả tầm bậy thì sao? Đúng không? Thí dụ như giờ quý vị chu mỏ với người ta thì người ta sẽ chu mỏ với quý vị. Vì cười với người ta là người ta cười lại thôi. Mình làm cái gì với người ta là người ta sẽ làm lại với mình như vậy đó. Thấy không? Quý vị đi làm cái gì với người ta thì người ta sẽ làm lại quý vị cái điều đó à. Chắc chắn luôn. Giống làm cái gì cũng hai người. Còn nếu mà một người không làm được, nên quý vị không có đâu thừa người ta được. Thấy không? Tại quý vị chịu thì người ta mới làm. Giống như á, ký hợp đồng làm ăn thì hai người cùng ký chứ không thể nào một người ký được quý vị. Thấy không? Cái hợp đồng nào cũng phải hai người. Phải có người chứ không phải hợp đồng mà một mình được đâu quý vị. Thấy không? Nên cuộc đời chúng ta có những khi bị bỏ rơi, mình than van khổ đau. Thật sự hợp đồng thì mình ký mà, lỡ bể hợp đồng thì mình tự chịu đi. Đúng không? Làm ăn mà thịnh vượng cả đời thì nhờ, còn làm ăn giữa chừng mà nó bẻ kèo thì mình chịu. À, tại số phận của mình, nên mình ký hợp đồng với cái thằng nó không được chung thị, hay nhỏ không chung thị, giữa chừng nó bẻ kèo thì chúng ta đi lợi hộ pháp ăn thèo lèo. Có cái bà đó, bà bị chồng bỏ bỏ. Bà lời Tết bà nói: Tết năm nay con không thèm ở nhà. Rồi xong ta hỏi bà là Tết năm nay bà đi đâu. Nó Tết năm nay tôi vô chùa hộ pháp. Bà vô chùa hộ pháp ăn Tết bà hổm vậy. Hôm qua bà đến bà gặp nha, đứa bà nói: Chàng ơi, về đâu mà ăn Tết ở trong chùa nó vui gì đâu mà vui. À, bà còn trẻ lắm, mới có 40 tuổi đổ lại. Bà nói là năm nào ăn Tết ở nhà cũng trả tùm lum bài, chỉ có năm nay ăn Tết trong chùa là không có trả bài. Tự bị suy nghĩ thôi. Trả bài thì cũng như đánh bài qua lại, đánh bài tứ sắc hay đánh bài tiến lên ba cào gì cũng đánh qua lại nhau, đúng quý vị. Nhưng mà có nhiều loại trả bài, mặc kệ quý vị suy nghĩ sao suy nghĩ đi. Bà nói năm nay vô chùa pháp ăn Tết không có trả bài. Bà nói à, bà nói mỗi năm mà chồng thương là cái lễ tình nhân này cũng phiền phức. Giống như năm xưa Thái tử Tất Đạt Đa, ngài nói một câu nói vậy nè: người phụ nữ bằng ngài thì giống như được thương yêu và tôn vinh. Giống ngày lễ tình nhân thì tặng hoa được, có những người mà xịn sò quỳ xuống tặng hoa được, để mà gọi là mong nàng yêu mình á. Làm đủ cách giống như là lãng mạn chút, làm đủ trò. Thấy không? Bằng ngày giống như được tôn vinh, được một sự tôn trọng ghê lắm. Nhưng trở về đêm thì bèo nhèo. Để Thái tử Tất Đạt Đa nói rõ ràng nghe. Đó. Đó. Nên từ nơi đó quý vị xem lại đi. Bữa nay lễ tình nhân nè. Bữa nay trên thành phố đồ người ta làm những cái chỗ mà để cho các cặp tình nhân đồ hẹn hò đồ ha.
đến rồi nói chuyện yêu thương rồi tặng hoa cho nhau. Thật sự mà nói cái ngày lễ này cũng là ngày lễ cơ hội cho những người chuẩn bị yêu và đã yêu. Còn tội nghiệp cho những kẻ cô đơn lắm quý vị. Tại vì sao? Cô đơn mà đi ngang cái chỗ mà người ta mà cặp yêu thương á, mình cảm thấy buồn lắm. Vì là một kẻ cô đơn quạnh quẻ, một mình đứng đơn coi bên cây dừa. Không? Nên á, một năm chờ vậy người ta nghĩ ra mấy cái lễ cho người phụ nữ. Thấy không? Những ngày lễ lễ phụ nữ phải không? Rồi lễ tình nhân một năm mấy lần quý vị? Ha? 3 lần. Mà lễ gì người nam sao không thấy nha quý vị? Có không? Có lễ đàn ông 1 lần hả? Mà đàn bà được 3 lần. Đó là ưu ái mấy bà đó. Tại vì mấy cô thích được ưu ái. Thì mấy cô phải chịu khổ đau thôi. Cái gì nó cũng có cái giá của nó cho quý vị ơi. Hiểu không? Không, ví dụ như người phụ nữ người ta thích được thương yêu quý vị. Ví dụ như mà cái người đàn ông mà thương yêu người ta mà không biết cách thương yêu người ta, không biết chiều chuộng người ta cũng chê. Chê cụ mèo. Cụ mèo hay cụ lằn? À cụ lằn, tôi chê cụ mèo chứ. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà các nước phương Tây người ta mới dùng cách này cách kia. Tại phương Tây người ta có nhiều cái suy nghĩ rộng, phát triển mà xã hội phát triển, nên người ta mới du nhập vào những cái đất nước mà hơi lạc hậu một chút, những cái lễ này lễ kia. Chứ thật sự là mình học lớn người ta đi chơi thôi. Mấy cái lễ này chắc ở Việt Nam mình chắc cũng không phải khởi đầu đâu quý vị, mà là bị du nhập từ nước ngoài vào. Nên từ nơi đó mình thì làm theo, thấy cái gì mà được được thì làm theo chứ. Xong có một lần cái cô đó có gì mà trong chùa mình có nhiều người hỏi nhiều câu chuyện ghê lắm. Có cái bà đó đến gặp như có hỏi: dạ thưa thầy, con nhớ là ngày xưa cái thời của con đâu có cái chuyện mà hôn nhau bằng môi, sao mà cái sau này lại có cái chương trình này vậy? Cô xin hỏi thầy, cái chương trình này ai là người sáng lập đấy? Thì Nhân Đức nói rằng bà đi tìm cái người sáng lập mà hỏi. Chèn của bà không hỏi ai mà hỏi, mà hỏi thầy chùa. Nhiều bà mà hỏi kỳ cục ghê vị ơi. Cứ nghĩ tình thương mến thương đại đi, hiểu không? Đi hỏi mấy chị này làm gì? Tự nhiên hỏi ai là người sáng lập cái chương trình này. Nói bà đi Đông Tây Nam Bắc, bà đi hỏi các nước trên thế giới có ai là người sáng tạo lập cái chương trình này kỳ cục vậy? Hiểu không? Nhiều lắm mấy vị ơi, trong chùa nó ngộ lắm. Gặp ông thầy giảng pháp, họ nghĩ rằng là cái gì cũng phải đi hỏi. Thôi kệ cũng vui. Hiểu không? Đó, nên mấy vị thấy rằng là đạo Phật á, nó rất là phát triển về cái việc mà mua đen xịn sò. Chắc chắn quý vị, Đức Thích Ca Mâu Ni lúc ngài là thái tử, là vương tử, ngài không có quê mùa đâu quý vị. Nhà Đức hỏi quý vị là vương tử có quê mùa không? Một đất nước mà thái tử là người chỉ dưới vua cha thôi, tương lai sẽ kế vị ngai vàng. Vì thì vương tử đâu có thiếu thốn gì đâu quý vị. Đúng không? Ngài cuộc chơi nào cũng được chơi. Vậy thì thái tử Tất Đạt Đa là người rất là xịn sò. Nói câu bây giờ thì rất là modern, sành điệu. Đúng không? Đã là một người sành điệu như vậy thì đi học Phật có quê mùa không quý vị? Sao quê mùa? Người cái gì cũng biết, cuộc chơi gì cũng hiểu. Vậy thì khi giác ngộ học Phật thì đem cái giáo pháp giác ngộ này để truyền tải, thì đến quốc gia nào cũng tiếp nhận được hết. Và ngài là người đi vượt thời đại, đúng không? Vậy thì cái giáo pháp của Phật làm gì có cái chuyện quê mùa quý vị.
Có nghĩa là người ta phát triển đến cỡ nào thì đạo Phật vượt qua cái phát triển đó. Có thể dạy quý vị còn khéo léo hơn, còn hay hơn. Nên từ nơi đó đạo Phật á, từ ở Ấn Độ truyền sang các nước trên thế giới. Mà đến cái quốc gia nào thì đạo Phật đều có thể duy trì được ở quốc gia đó. Giống như nước vậy đó. Vào ly thì gọi là ly nước, vào chai gọi là chai nước, vào hầm gọi là hầm nước, vào sông gọi là sông nước, vào biển thì gọi là biển nước. Nước có thể giúp cho chúng ta đỡ khát, và nước cũng có thể làm cho chúng ta mát mẻ, tắm sạch sẽ. Nước cũng có thể dọi rửa nhà vệ sinh. Nước có thể sử dụng được rất nhiều thứ. Đạo Phật cũng như cây chổi vậy đó. Cây chổi có thể quét sạch sẽ mọi cái dơ giấy ở gia đình mình, hoặc chùa chiền, hoặc là đường phố. Nên đạo Phật nói cái chữ nhẫn. Nhẫn là gì? Là có thể trong mọi mặt, mọi sự việc trong hoàn cảnh, họ chịu đựng hơn người khác. Mà vì sao đạo Phật có thể chịu đựng được như vậy? Mà sự chịu đựng này là ai làm trước? Ai làm trước? Thái tử Tất Đạt Đa làm trước. Mà vì sao họ chịu đựng được hơn người? Vì cuộc chơi của họ hơn người. Cuộc chơi của họ hơn người nên cái gì họ cũng hơn người, chịu đựng cũng hơn người. Con người ta thường thiếu thốn là thường chi cầu, nhưng người ta quá đầy đủ mà ta đã hiểu được cái định luật vô thường luôn. Nên từ nơi đó mà người ta đi tu tập thì người ta lại là trở thành người phong phú, đem cái giáo pháp để mà truyền tải cho nhân sinh, nó vô cùng là sành điệu chứ không có quê mùa. Thấy không quý vị? Ví dụ bây giờ người ta đi đến chùa, mình ta ở nơi tu đi, người ta may được bộ đồ đẹp trong dịp Tết thì người ta có quyền ta bận. Chỉ cần ta bận thì sao, kín đáo thôi chứ, đúng không quý vị? Người ta vô chùa người ta ăn Tết mà. Và người ta vô chùa người ta ăn Tết, người ta cũng có quyền ta làm một kiểu tóc gì đó ta thích, miễn người ta ở chùa ăn Tết thôi. Đạo Phật đâu có cấm cản cái chuyện quý vị ăn diện. Đó là cái thích của người ta, sở thích của người ta. Cái quan trọng vẫn là cái tu. Thấy không? Cái quan trọng vẫn là cái sửa đổi lỗi lầm.